dựa nó không chìm được con. Dụng. Trước còi còi bây giờ cũng như anh Chu Mô. Mực lắm mồ. Cái thời còn nhỏ, thời em ở trên lại cháu trên này còi lắm, không bé to này đâu. Già lắm, béo. Sao thì béo thì. Ba về đâu? Cái thời cô chú chưa về đây ở nhà Trình này cơ. Vâng. Bữa bây giờ ở nhà ăn vậy. Phải bữa ở dưới. Ui, ở dưới đấy người ta cũng không kỳ cục như trên này đâu. Người ta toàn bán thắng thôi. Thế thì nó nhàn hơn. Người ta không đi chợ mấy đâu, chợ người ta chỉ đi một ít thôi. Người ta là dân đi chợ đấy nhưng người ta vẫn cứ bán. Nó lại bán cho người khác. Dưới đấy người ta ít cầm đi chợ lắm. Bán nhanh. Nó đỡ mệt. Nhanh gọn. Quả kiểu này chết mệt. Nhưng mà thì mình không ai được. Nhưng mà mình mệt được. Hết rồi. Hôm nay oai thế nhỉ? Nó oai kiểu này như là. Ôi con ơi, đứng lại đi. Đúng nghe ấy. Bảo giờ đi vào trong nhà thích ra thấy thích vài nước. Nó ở đây. Nó con cứ nghỉ bài cho con về luôn này. Đi ra kia cầm cho bà. Đi vào trong nhà cho mát con ạ. Đang tay ở chỗ cái chị Yên xe máy của ông Trăm rồi. Hết chưa chị Lý rồi? Hết rồi. Còn 2 sọt hay 3 sọt nữa rồi mà. Bà Lý này được nhiều bưởi không? Nó không có bưởi rồi bác giờ, sang cam hết rồi. Tham này, dòng cam này, nhanh giàu. Cam đường thái. Hay cam thái sang năm mới được thu.